Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình và em Lu sẽ đi chơi cả nhà. Mình sẽ tập cho em Lu leo trèo cây cối. Giờ đây có cái ổi, à, mẹ con mình sẽ tới cái ổi nha. À, tay của mẹ ngoan nha. Rồi, đây là cái ổi. Này em Lu cả nhà, cả mình cả nhà này, có cái ổi đẹp chưa? Em Lu bắt đầu đi qua đi lại trên cái ổi rất là nhiều trái cả nhà. Giờ giờ mẹ đi tìm tài chính cho con nha, mẹ đi sẽ đi tìm một quà tặng cho con nha. Mẹ cho con đây. Đúng vậy. Đúng vậy. Con đây, mẹ cho con trai cho mẹ đây. Hôm nay to quá không cầm được cả nhà, nên mẹ phải hộ cho em. Trái mẹ ăn ngon vậy. Ôi chín ngon, chín cháy ăn ngon quá ta. Lu con mẹ ơi, ngon quá ta. Trái mẹ ăn ngon quá ta. Ăn rất ngon lành cả nhà. Ruột chín cay da nó ngọt, cái ruột nó ngọt nhé. Em Lu ăn hết miệng một miệng rồi nha. Ruột ngọt chứ cái vỏ hay như là em Lu không thích mấy, hay như cái vỏ ngoài hơi bị chát đâu nha. Giờ mẹ lấy cái khác cho con nha. Mẹ đi lấy cái khác cho con nha. Mẹ sẽ cho con miệng khác. Ngon không? Đâu em còn em gì á?
trái này ngon quá, ăn ngon quá. Đưa mẹ hồ tới đây con cho con 1 tỷ nha, cho con phải tệ nha. Em luôn một tay cầm ổi và một tay di chuyển cả nhà này, chơi cả nhà này. Giờ không ăn nữa, giờ là đi chơi rồi, di chuyển qua lại rồi. Em lũ đang chơi rất là thích thú ở trên cái ổi.